chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của mình nhá. Thì hôm nay là ngày 28 Tết. Thì mình đây đang đặt chân ở quê mình đây, là An Xá Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đây. Thì cũng hơn một năm nay rồi mình không có về nhà. Thì đúng là cảm giác mà đi về quê thì nó đem lại một cái cảm giác thật là tuyệt vời mọi người ạ. Thì đây hôm nay mình sẽ đi cho mọi người tham quan cái quang cảnh xung quanh làng quê nhà mình nhá, với cả tham quan qua cái nơi mình sống, xem là mình có phải là con nhà giàu hay không, tiền đâu mà đi nhiều như thế. Đấy. Thì ok, mình xin mời mọi người đi vào thăm nhà mình nhá. Thì nhà mình ở cuối dãy đường kia, khi mọi người nhìn thấy cái bờ tường cuối cùng kia là đến nhà mình. Đấy, thì quê mình thì mọi người ở đây là xây hầu như nhà nào cũng nhà to mọi người. Đấy, nhà nào cũng nhà kiểu cao tầng, nhà đẹp các thứ cả. Không phải ở xóm đâu, cả làng, cả huyện, cả làng mình luôn đấy. Thì cái ngôi nhà hôm nay mình, ngôi nhà mình sống từ nhỏ ấy, thì có một cái đặc biệt là cũng rất lâu rồi. Đấy, thì xung quanh là mọi người đã đổi mới rất nhiều rồi, nhưng mà nhà mình thì vẫn nguyên như vậy mấy trăm năm nay. Thì nó có gì đặc biệt thì mời đi mọi người đi tiếp cùng với mình. Ở nhà toàn nhà to thôi. Thì trời ngoài Bắc là mấy hôm nay là đang không khí rét đậm rét hại đang về đây. Mấy hôm nay lạnh lắm. Đi đâu đây? Thì mình về mấy hôm nay là cũng cái chỗ mình làm việc là làm bánh của mình ấy, thì hôm nay là cũng nghỉ rồi. Mình cũng đóng cửa nghỉ Tết sớm. Mẹ mình là gia đình mình với cả cô dì chú bác làm ở đấy thì cũng mọi năm là tầm này vẫn làm ấy. Nhưng mà hôm nay mình về mình bảo là thôi mấy khi về đâu, thì nghỉ sớm cho khỏe, thì gia đình quây quần với nhau có nhiều thời gian hơn. Ai nhà to, nếu đi vào trong Nam thì nhà thường sẽ bé hơn. Ví dụ ngoài Bắc thì bao giờ cũng ưu tiên kiểu trước tiên là nhà, đầu tiên là cái nhà đó mọi người. Nên là gia đình nào cũng phải xây cái nhà to. Nhà cao cửa rộng với mọi người. Đây như nhà một anh. Vâng. Đây. Em đang quay ủi nhà, đây là review cho mọi người xem quang cảnh làng quê nhà mình đây. Đấy, nhà anh đây, nhà anh đây mọi người. To không ạ? Đấy. Nhà rất to luôn. Chị à? Vâng. Em về 2 hôm trước rồi chị. Dạ. Đức đâu chị? Đức đi sang mua vợ một đi lặng lộ. Vâng. Vào nhà cho em. À vâng. Anh chị cứ làm tự nhiên em đi lượn là anh à. Cây này cây gì đây? Cây hải đường. Hải đường, dạ. Cây hoa hải đường. Dạ. Cây hoa hải đường em trồng với đây. Em tầm mùng 10, 11 qua Tết là em đi về Long An, em đi tiếp về Cà Mau. Đi vào. Quất. Nhà anh chị đang dọn nhà chuẩn bị ngày mai là 30 Tết rồi mọi người. Vâng. Lâu quá em không về, năm ngoái là định về mà dịch. Năm ngoái tầm này mình là dịch nhỉ anh nhỉ? Năm ngoái tầm này chúng là không đi đâu, không ngăn cấm. Vâng đúng rồi. Năm nay thì nói chung bây giờ nó cũng... Vâng. Năm ngoái em nhớ là em book vé về rồi, thế cùng là bùng dịch, thế là thôi, khỏi về. Năm nay lâu lâu về thăm nhà. Một và hai năm thì về thăm nhà, không lúc và quên núi chứ. Anh chị dọn tiếp với em lại đi. Thì xung quanh đây là cũng họ hàng nhà mình cũng sống quây quần với nhau mọi người. Ở trước mặt đây là ngôi nhà nhà mình đây. Thì xin mời mọi người vào tham quan nhé. Thì nhà mình năm nay là cũng 200 năm tuổi rồi mọi người. Đó. Mẹ vừa đấy lên mộ rồi giờ. Không biết nhiều còn bố ở nhà đây. Đấy, nhà mình đây.
toàn bộ đây. Để trước cửa có những cái chậu hoa bố mình mới trồng. Chậu hoa, chậu cây này. Thì trong Nam thì có chơi mai với cả hoa cúc là nhiều. Thì ngoài Bắc là chơi Tết là chơi kiểu hoa đào. Đấy, thì hoa đào đây là cũng mới sắm đây mọi người. Là cũng chuẩn bị nở hết ra này. Đấy, mình vừa đấy cũng trang trí lại những cái cho lì xì vào, những cái này vào nhìn cho nó màu sắc hơn một chút. Đây cái bể này là hồi trước nhà mình ấy, là nhà mình là chưa có nước máy thì nhà mình kiểu hứng nước mưa ở trên trời xuống ấy, hứng bằng từ chảy từ trên lóc mái này vào đây để đây rồi đun nước để uống. Thì lâu rồi cái này không xài nữa, dùng làm nước sinh hoạt đấy. Thì bây giờ là bỏ trống để nuôi ốc nuôi cá ở đây. Bố ở nhà đang có chú đến chơi thì bây giờ mình ra cho mọi người xem trước cái quang cảnh trước nhà mình nhá. Thì nhà mình đây là có hai, ví dụ nhà trên là nhà để sinh hoạt chính, còn đây là nhà bếp. Nhà bếp là dùng để cho nấu nướng rồi tắm rửa ở đây. Đấy, thì trước nhà mình là cũng có cái vườn nhỏ ở đây để trồng các loại cây này. Đây có hồng xiêm này, mít rồi các thứ đủ các loại cây ở đây. Cuối nhà thì có nuôi vài con gà để tết thịt này. Đây, ra đây này. Ra đây thì đây có hai con gà đang để sẵn đây để mai chuẩn bị cho ngày 30 Tết mọi người. Mai là giao thừa rồi. Lâu quá rồi. Đấy, nhà mình thì cũng quê cũ, ở quê thôi. Chú à? Dạ, cháu chào chú. À đấy ạ. Và lâu không? Cháu về đến mùng 10 cháu lại đi về Long An, cháu đi tiếp. Gia đình mình thì sống ở đây là có 4 thế hệ mọi người. Có bà mình này, bố mẹ mình này, rồi anh này, rồi chị với cả cháu của mình nữa. Thế nên bà mình đang ở trong này thì bà năm nay cũng lớn tuổi rồi. Bà không kiểu bà bị ngã, giờ bà chỉ trong phòng thôi. Đây. Vâng. Bà. Cô ấy vào đây nhé. Vào đây cháu. Đây bà nội mình nha mọi người. Ừ, đây bà nội. Và đây mẹ anh mình vào đây ăn Tết. Thử vào đây ăn Tết khu Nam Thạch xem có được, có như ở trên. Có khác Huế không? Có người đâu. Người Huế bạn. Ở máy Huế cơ. Vâng. Ừ, thế rồi thử ở đây ăn Tết trên dân Nam Thạch. Hải Dương đấy xem mấy Huế có như nhau không? Dạ. Nơi nào cũng vui bạn. Ừ. Đấy, năm nay mình cũng người bạn đồng hành của mình đây là cũng chưa giờ ăn Tết ngoài Bắc thì hôm nay mình trải nghiệm, dẫn trải nghiệm ăn Tết ngoài Bắc như thế nào mọi người. Ừ. Thế bà ngồi nhá, cháu lại chạy ra vòng ra ngoài đây. Đi đâu? Không, ra ngay ngoài này thôi. Ra con đưa cô đi không? Có chứ, giờ đi đâu cũng đưa đi bạn. Đưa đi. Người ta giới thiệu, người ta bảo thế ai đấy thì mày trả lời nào. Vợ. Ừ, vợ. Ừ. Thế nói thế. Mang vợ về cho mẹ. Ừ. Thôi bà ngồi nhá, cháu đi. Ừ, cháu đi chơi. Vâng. Giờ thì mình lại mời mọi người ra ngoài khám phá đây. Trước tiên là cái nhà này của mình là ở đây có bố mình, trong đây mình vào hỏi bố mình. Vào đây. Đấy, nhà mình đây cũng nền đất thôi mọi người. Đó. Cũng đơn giản thôi. Rồi, xin chào mọi người, đây là bố của mình đây. À, xin chào mọi người nhé, chuẩn bị sang năm mới. Chúc mọi người một sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bây giờ cũng xin cảm ơn tất cả các cô dì, chú bác, anh chị đã yêu mến kênh của con trai tôi. Cũng chia sẻ và giúp đỡ cháu trên cái con đường đam mê của cháu. Thế là chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần thì chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Bình an. Thì cũng lâu rồi từ hồi làm YouTube giờ mình cũng chưa có cơ hội là quay cho mọi người xem cái chỗ nhà, cái nhà gia đình mình đang sống, nhà mình đang ở nó như thế nào. Thì hôm nay về đây thì bố biết về ví dụ là các thứ ở nhà mình thì bố chia sẻ mọi người bố nhá. Rồi, nhất trí thôi. Ok. Thì,
con với bố đi ra ngoài. Thì nhân cái buổi cháu Giáp đưa bạn gái về quê ăn Tết thì cũng xin giới thiệu mọi người, đây là ngôi nhà này là Giáp sinh ra và lớn lên. Thế thì thực ra cũng giới thiệu qua mọi người, đây là ngôi nhà mà được bảo tồn, gia đình được giữ gìn tức là khoảng gần 200 năm rồi. Tức là hôm nay năm nay 2002 thì ngôi nhà được xây dựng năm 1824, tức là đây. Căn cứ vào tất cả những hoa văn chữ nho đục trên nhà là theo nhà sư Dịch ấy, tức là năm Giáp Thân đời Minh Mạng, tức là đời vua Minh Mạng làm Giáp Thân, tức là năm vào 1824 thì ngôi nhà này các cụ nhà tôi đã làm ra từ năm 1824. Thế đặc thù kiến trúc ngôi nhà nó là nhà gỗ lim, năm gian và sáu vì cột, tức là sáu vì cột nhà hình lòng cống. Thế thì cũng giới thiệu mọi người sơ qua thì đặc thù khi bước vào gian giữa thì có một cái đại tự ở phần trong của gian chính giữa là có chữ là Thế Gia Hào Hữu. Thế Gia Hào Hữu. Tức là khi chữ nho người ta bao giờ người ta đọc từ bên phải qua trái Thế Gia Hào Hữu. Thế vào cái góc bên này tức là người ta đục cái chữ rất nhỏ kia là thể hiện cái năm đục là năm Bảo Đại Ất Mão Xuân, tức là đời vua Bảo Đại, mùa xuân năm Ất Mão là cái đại tự, cái chữ này được đục từ thời đấy. Nhưng mà thực ra cái chữ này, cái đại tự này làm sao thì và riêng cái ỷ này bố con nói, nhưng mà Bảo Đại Ất Mão đây là năm chính là gọi là năm bao nhiêu ta? Năm Bảo Đại Ất Mão Xuân thì nó vào năm 1915. Đấy, cho nếu mà Bảo Đại cái đại tự này là hơn 100 năm, tức là cái đại tự này là các cụ làm về sau. Vâng. Được bạn bè của cụ nhà mình nên là tặng. Đấy, tặng chứ thực ra khi làm ngôi nhà này thì cái đại tự này nó chỉ có một cái ỷ này thôi, và trong này là nó có cái hàng câu đối. Vâng. Nữa. Thế nhưng mà thực thôi cái câu đối đấy thì xong vào năm 1000 theo các cụ nói lại ấy, là năm 1447-48 gì đấy thì làng này nó là làng Tè. Thì các cán bộ Việt Minh thì được nuôi giấu ở ngôi nhà này. Thế nên là các cái đại tự, các cái câu đối vuông ấy thì cắt ra để làm lắp hầm nên là không còn. Thì mãi sau này thì đời ông mới làm lại cái cuốn thư đại tự này nó là mới. Thế riêng cái ỷ này là dát vàng, tức là mạ vàng lá đấy, mạ vàng chứ nó không phải là sơn son thiếp vàng bây giờ. Riêng cái ỷ này thì nó cũng tồn, tức là nó cũng có khi các cụ làm cái nhà này đã có cái ỷ này rồi, tức là nó vào gần 200 năm rồi. Cái ỷ này là thực ra là khi các cụ làm nhà thì bao giờ cũng để thờ cúng tổ tiên. Thì cái ỷ này là trưởng nhà là trưởng chi mà. Thì các cụ làm để đặt bài vị của cái cụ mà sau khi làm cái nhà này. Dòng họ Lê Khả. Dòng họ Lê Khả thì giới thiệu qua mọi người, dòng họ Lê Khả thôn An Xá này thì nó khoảng cỡ vào năm 2012 chúng tôi làm nhà thờ họ đã được khoảng 700 đinh, tức là thu theo đinh để làm nhà thờ họ là 700 người để con trai, là cứ có con trai là phải đóng góp xây nhà thờ. Thì nhà thờ thì lại ở chỗ trích mé sau của anh trưởng tộc thì ở cũng ở xóm này, nhưng mà nhà thờ thì làm ra đất riêng ngoài kia, còn tôi ra đây chỉ là trưởng của một chi thôi. Con thấy là cái ỷ này đây, mọi người thấy là hai bên là hình đầu rồng ấy, còn đâu ở giữa là có, con thấy có cả chữ Hán nữa đúng không bố? Chữ Hán này thì ở giữa có một cái chữ Hán đục kia thì thực ra nó cũng chưa tìm hiểu là chữ đấy nó là chữ gì. Thế còn riêng cái đại tự này thì nó là Thế Gia Hào Hữu này. Thế cái cuốn thư này thì là Đức Lưu Quang. Thế mà cái câu đối bên này thì là cái chữ của nó là Tổ Tiên Phúc Hồng Lưu Hậu Thế. Thế và cái vế bên này là Tử Tôn Đức Dạng Sáng Tiền Nhân. Tổ tiên lúc nào tạo phúc để cho hậu thế noi theo. Thế mà bên này là Sáng Tiền Nhân, tức là noi theo tổ tiên thì con cháu sống phải có đức để làm dạng danh các bậc tiền nhân ngày xưa. Giới thiệu mọi người cái ỷ thì được các cụ làm cùng thời với ngôi nhà này để sau này để thờ, làm cái bài vị để thờ cúng cái cụ đầu tiên của cái chi này.
thì cái tiết tấu của nó, chạm trổ hoa văn của nó là hình hai con rồng, thế và các cái hình đầu phù rồi các cái lá như mọi lá hóa rồng và được dát vàng bên ngoài. Thế nhưng mà trong quá trình thực ra cái ỷ này cũng gần 200 năm rồi, cái độ dát vàng của nó cũng vẫn còn nguyên, nó không từ ngày xưa giờ chúng tôi không có vẫn để nguyên bản từ ngày xưa, không có sơn lại, không có gì cả. Đấy, nên là vẫn là nguyên bản. Thế và cái bàn thờ ngày Tết thì tục lệ của quê hương và tôi thì cũng là trưởng, nên là tục lệ ngày Tết thì bao giờ cũng có mâm ngũ quả, rồi chai rượu, bánh chưng. Thế rồi tất cả bánh kẹo, rồi các cô, các chú, anh em trong gia đình để mua vàng hương đến để tỏ lòng thành kính tổ tiên nhân ngày Tết, để tưởng nhớ đến những người, các cụ, ông bà mình ngày xưa. Bố, nhưng mà cái ỷ này bây giờ mà mình còn chưa lau qua nhỉ? Lau qua nó còn, cái lớp vàng nó còn vàng nữa bố nhỉ? Thực ra cũng đã lau rồi, nhưng mà thực ra nó chỉ đến sáng, mới lau thì nó sẽ sáng hơn một tí. Còn cái chân ở bên dưới là cũng có từng... Chân này là cũng là cái phần bệ kê lên cái ỷ. Đấy, để kê cao nguyên đấy, nguyên luôn đấy, đấy. Thì cùng thời với cái ỷ luôn đấy. Và cái này là cái bàn này, trước kia các cụ không có cái bàn thời mới, bây giờ trước kia cái bàn này là ở cái bàn này được kê bên trong, được đặt lên cái trên cái ỷ. Là thời xưa mọi người, thời xưa kiểu không, đây bàn này nhà mình mới làm thôi bố nhỉ? Bàn này là bàn mới. Còn bàn này là cũng từ bàn này là cũng cũ từ ngày xưa đấy. Thời cùng thời với cả cái ỷ. Cùng thời với ỷ. Khoảng gần 200 năm rồi, kém 2 năm nữa. Cái ỷ 100 năm nữa. Ỷ này cũng hơn trăm, gần 200 năm chứ. Cái đại tự kia thì là 115 năm. À, năm 1915. Cái này gọi là rằng bảo vật đấy bố nhỉ? Cái này là nó luôn là quý đấy. Bây giờ khu vực này thực ra cái ngôi nhà như thế này và cái ỷ như này ở vùng quê Lam Sách thì chắc là cũng chỉ là có một, không có hai. Vâng. Để không mà Lam Sách con thấy là đi nhiều nơi. Nhiều nơi đấy, kể cả vùng xứ Đông bây giờ là như Hải Dương, Lam Sách mà nhiều nơi tôi cũng đã đi nhiều, nhưng mà các cái ngôi nhà cổ mà của gia đình để bảo tồn được gần 200 năm mà còn nguyên gỗ lim mà như này là cũng không còn nhiều, không có, hầu như là không có. Cũng rất nhiều người đến đây tham khảo rồi muốn đặt vấn đề, nhưng mà thực ra nó cũng gia đình đây là cái di sản của gia đình để lại, nên là để duy trì. Tuy nhà mình không bán, nhưng mà nếu anh em nào mà các bác nào mà đi làm có nghề gọi là đánh giá đồ cổ thì định giá xem. Thực ra nói khi gia đình nhà tôi có ngôi nhà này thì rất nhiều các cái đoàn thợ mộc mà làm các cái công trình nhà gỗ bây giờ và kể cả làm những ngôi chùa đều đến đây để tham quan những cái nét hoa văn của ngôi nhà. Ví dụ tôi giới thiệu qua cái hoa văn của ngôi nhà như này. À đúng rồi, bữa trước con thấy chùa An Xá là cũng vào nhà mình đó, rồi đục xem các hoa văn chi tiết trên này đấy mọi người. Có một ngôi chùa gần đây đó, trước khi làm là cũng lên đây là coi hoa văn nhà mình ấy, để xem những người các cụ thiết kế như nào để lên học lại và chế biến lại để đi làm chùa chiền. Đây con nhìn con chả biết nhận ra cái gì. Cái này như các cụ truyền lại, tức là cái đục đẽo kiến trúc hoa văn của ngôi nhà này là nó toàn lá hóa rồng, tức là nó thể hiện cái sự mạnh mẽ của rồng, nhưng mà lúc nào cũng khỏe mạnh như là cái lá xanh. Đây là các cái hoa cúc, các cái đấu cửa này đều có những cái hoa cúc. Đấy. Hoa cúc các cụ đục thành cái hoa cúc thành một cái lúm. Thế còn trên hai đầu bên này, tức là nó có cái chữ chữ kia là chữ phúc và bên này là chữ lộc, nhưng đều các cụ đều chuyển thể thành như là một cái lá ấy. Đấy, như một cái lá. À, thế đấy là cái chữ không? Chữ đấy là chữ, nhưng mà nếu như nhìn qua thì nó như là một cái lá. Và kiến trúc của nó, tất cả các đấu kia là các đấu như đấu sen ấy, là đều được đục thủng hết chứ không phải đục liền, không phải vẽ.
đều đục thủng hết. Và bên này đây có bên này đục liền đấy. Và bên này nó là cái bên này là cái bức là nhìn thì cũng là tưởng là ý, mà nó là con phượng cắp cuốn thư. Đây là con phượng và cắp cuốn thư. Đấy. Bố thì đứng lên, bố chịu. Đây là cái cuốn thư, đây này, cuốn thư đấy. Đây là con phượng này. Đây là cái cuốn thư này. Đấy, phượng cắp cuốn thư. Đấy. Cái này là cũng kiểu liền khối nhưng mà do lâu đời thì kiểu nó bị đứt ra đúng không? Đúng rồi, nó có cái gỗ nó có, bởi vì cái tuổi thọ nó gần 200 năm rồi. Thế tất cả các đấu này đều được tiết đấu, bên kia là chữ Phúc, bên này là chữ Lộc, nhưng mà nhìn thì không tưởng là không phải là chữ. Nhưng là nó là chữ, nhưng mà được các cụ chuyển thể rất là uyển chuyển thành cái lá. Con nhìn trên cái chữ cái Phúc à? Cái gì trên cái chữ gì bố nói gì, chữ Phúc à? Bên này là chữ Phúc, bên này là chữ Lộc. Ở trên chữ Lộc con nhìn kiểu như một cái mặt người đúng không bố? À đấy là cái tất cả hai bên cái đấu kia là các cụ như làm như là cái tứ trụ đấy. Vâng. Đấy, cái tứ trụ là bên này hạ 4 này. À giữa này là 2 này. Tất cả là có 8 cái trụ. Cái đấu trụ đều được thành cái trụ như là thể hiện cái sự vững chãi. Thế vào đây có một cái nét đặc nữa là cái nghệ thuật tinh túy của các cụ nhé. Là đây là con quay này, từ cái đấu trên kia khi lượn xuống đây nó đều như là dẻo như thành một đường nét hết. Nó như một cái thừng vắt này, từ cái đấu trên xuống đấu dưới đến cái đấu đến cái xà cuối cùng kia đều tạo thành một cái đường lượn rất dẻo. Đấy là một cái nét nghệ thuật. Đây mọi người nhìn ở đó. Đấy. Tất cả từ cái trên kia cái xuống cái đường lượn đây, các cái đấu với hai này đều thành với cái và có một cái cửa của cái ngôi nhà này thì giới thiệu mọi người là cửa các cụ đóng cửa bức bàn. Đấy, tức là cửa bức bàn. Bức bàn là sao bố? Tức là các cụ đóng là gọi cửa bức bàn, cửa trước các cụ gọi là cửa bức bàn. Và cái các cái con tiện này đều được tiện bằng tay hết. Đấy, tức là đóng theo khung tranh và đều tiện bằng tay nhưng đều như là như một hết. Rất đều. Đấy, 8 mỗi một cái chấn song này là mình nhớ hồi nhỏ một cái lỗi của mình đó là hồi trước ấy, hồi nhỏ mình có một cái này, mình với ông anh mình là rút ra. Kiểu nó bị trục trặc, nó bị lỏng ấy, nên mình với cả ông anh là rút ra để chơi cái con gụ của mọi người. Thế là chặt ra hai anh em. Đây nên cái này là mất ở cái đấy này, là do mấy anh em hồi nhỏ giận nghịch. Có một cái nữa là cái thiết kế như này này. Nó là cái cửa này là cửa bức bàn, nên là khi nuôi dấu cán bộ Việt Minh bao giờ khép cái cửa này vào, người ta sẽ có chốt một cái then như thế này. Đấy, cái then trong này. Đấy. Tất cả cái then này đều chốt cài trên cài trên dưới, nên là người ngoài không thể đẩy vào. Tại sao cửa như này mà trước kia thì, bây giờ thì dùng khóa, nhưng bây giờ người ta dùng trước cái các cụ là dùng then trên và then dưới. Đây mọi người. Đấy, then này nó cài vào đây xong rồi chốt lại này. À vừa bố nói là hồi trước là hai cái bình cái câu đối thời mà cùng cái nhà này 200 năm là thời xưa là giữ kiểu cách mạng là lấy làm lắp hầm đúng không? Đúng rồi. À, thế hồi trước là các cụ nhà mình nuôi cán bộ nhà của ngày xưa thì cái cụ thời cụ này thì không thể thời đấy thì cụ chưa năm ấy là chưa có thái pháp. Đây là thời của dưới cái cụ làm nhà này thì có vẫn còn giữ đôi đại tự, nhưng mà khi đến đời con gọi bằng cụ đấy, bố gọi bằng ông đấy, ông bà thì là đây những cái hầm ở dưới, những cái là trước kia không có giường như này. Trước kia là các cụ chỉ làm cái giường tre thôi, thì dưới tất cả những cái này là đều đào hầm. Đều đào hầm và phải cưa cái đại tự ra để đóng ghép vào thành cái lắp. Thế khi cái lăm có một lăm là khi giặc Pháp nó vào càn đấy, thì đây càn thì trước khi càn đấy thì các cái cán bộ Việt Minh các cụ ấy mất hết rồi, tức là hoạt động từ dưới huyện xã là khi vào ở đây thì các cụ nuôi dấu ở đây, thì khi bị động thì phải giao là cái nhà này, cái cửa bức bàn này mà khi Tây vào không thể ập vào ngay. Thì đây giới thiệu mọi người nhé, là cái cửa bức bàn này đặc thù nó như này, nó có một cái hệ thống
Đấy, con quay vào đây. Tức là có một cái chốt then then trên này. Đấy, khi đóng vào và có một chốt then dưới này. Đấy. Đấy. Đây, cái này nhá. Đâu quá nhà mình không chốt này bao giờ có chốt đâu. Con nhớ rồi, con có ý thức con thấy chả nhà mình chả là chốt cái này bao giờ cả. Đấy, trước các cụ là sợ cướp, sợ trộm ấy rồi là tây vào càn vui dấu cán bộ bao giờ cái cửa này cũng được dập như này. Xong chốt cái này bên dưới, chốt cái kia bên trên thì bên ngoài, chốt cái này bên dưới. Đấy, nên là cửa này có tại sao lại không có khóa, nhưng mà nếu như mà tây vào càn nào có cướp là các cụ đóng cái then trên then dưới không thể nào để được ra. Thế thì có năm khi nuôi cán bộ thì tây vào càn thì khi bị động thì chỗ này đấy là trước các cụ còn một cái cửa cửa thông ra, bởi vì là khi nó đục thông rất nhỏ sau này mới lại chát vào, thì khi bị động là thoát theo lối này ra đường đằng sau. Trước kia đường nó không rộng như bây giờ đâu, đường nó chỉ lách vừa người đi thôi. Thế sau đó là chạy ra đằng sau là ra được đường đồng là thoát. Thế thì khi động thế thì tây nó vào càn ấy, thì các cụ nói lại ấy, là đây tất cả những cái vết này là nó bắn đấy. À, tây tây, tây đứng ngoài sân đây này, nó bắn hình viên đạn, viên đạn bắn này. Thế khi đây, nó, đây này, đúng đấy. Đấy, toàn những cái vết đạn này, còn hai ba nước bắn cảnh cáo như là kiểu mình bắn, nó bắn dọa một vài viên ấy. Thế là khi mình mở cửa ra thì không còn ai nữa là. À, còn thấy trong này như vẫn còn một vết đạn này, đúng không? Không, đạn đây thì không đứng đâu. Cái này nó không phải đạn. À. Ừ. Nó bắn bên ngoài thôi. Thế thì trước kia các cụ còn một cái nhà gọi chín gian làm quay hướng đông. Cũng gỗ lim nhưng nó nhỏ hơn như thế này, cột bé nó. Thì năm tây người ta đi càn thì nó cũng đốt. À. Đốt cái nhà chín gian hướng quay hướng đông rồi. Hầu như trong tỉnh luôn. Nếu nói nhà cổ mà gần 200 năm nay thì ở trong tỉnh Hải Dương này chắc cũng không còn cái nhà nào mà giữ được cái ngôi nhà 200 năm như này. Đấy, mà đây không phải nhà thờ mọi người, đây là nhà mà gia đình mình vẫn đang sinh hoạt, vẫn đang ở nhiều thế hệ ở đây mọi người. 4 thế hệ. Nhà mình bây giờ hiện nay là có 4 thế hệ. Đấy, mà cụ đẻ ra tôi này, xong rồi anh em giáp rồi đến cháu thôi, cháu nội hiện nay là tí nữa về ăn Tết thì mới có mặt ở nhà. À, cái này là tại sao mà nhà con thấy là nhà mình với cả nhiều nhà cổ khác bao giờ xây theo kiểu này, nó có cái bậu kiểu này bố nhỏ, bậu cửa kiểu này nhỉ? Cái kiến trúc nhà lòng cống của các cụ ngày xưa đấy thì một là người Việt Nam mình trước kia là thấp. Hai nữa là các cụ khi những nhà khi làm nhà gỗ này bao giờ cũng có cái ngưỡng cửa, gọi là mình gọi là bậu cửa, nhưng thực ra nó là cái ngưỡng cửa này thì khi bước vào, trước khi vào trong nhà là phải bước qua ngưỡng, tức là người ta không thể làm thông bảo đi là tôi vào nhà ông là tôi đi thòng thọc được, bước phải bước qua ngưỡng cửa. Và cái từ cái ngưỡng cửa này lên đây là nó là rất là thấp. Và đặc biệt cái gian cái mái này, cái mái này cũng thấp, khi trước khi vào là phải cúi đầu. Đấy, phải cúi đầu chứ không thể là đi thẳng được, nếu đi thẳng sợ là lại chạm vào đâu ngay. Nên là trước kia cái kiến trúc nhà cổ bao giờ người ta cũng làm là thấp như vậy, và cái ngưỡng này nó thể hiện cái khi bước vào nhà là phải qua ngưỡng. Đấy, ngưỡng cửa rồi. Không tục tập quán. Ông đến bước cái nhà tôi rồi. Không thể là bước cái vào nhà ngay, phải chào như gần như tư thế cúi chào để vào nhà. Vâng. Thời xưa đúng không? Thời xưa các cụ là thấp này, cái cửa mà thông gian nhà nhau cũng đây. Cái từ ngưỡng cửa này các cụ làm nó cũng liên đới đến cái tín ngưỡng rồi. Nó là tín ngưỡng. Đấy, nó là cũng là tín ngưỡng. Tự do tín ngưỡng thì không, nó là của phong tục tập quán rồi. Thì cái tín ngưỡng này nó tạo thế, nó liên quan đến cái ngưỡng này nó liên quan đến cái phong tục tập quán và của người Việt Nam mình. Ở đây con thấy ví dụ bức tường nhà mình đây. Bức tường nhà mình này là không biết con đây vẫn thấy cả hoa văn, không biết từ lâu chưa bố? Cái hoa văn này là cũng từ thời làm cái nhà này các cụ đã vẽ bằng mực tàu đấy. Thế nhưng mà trong quá trình lâu ngày quá thì cũng sơn lại. Nó cứ cái tính chất vật liệu ngày xưa các cụ này gạch toàn đun bằng dạ. Thế mà bữa xây ngày xưa toàn bằng mật mới lại
đảo mới cát mới mật chứ không có xi măng như bây giờ. Đấy. À thì cái bức tường này là cũng tầm 200 năm luôn. Cũng 200 liền với bức nhà này luôn. Nó không có cái gì thay đổi cả. Ôi, mọi người ghê nhỉ. Mà gạch trước các cụ đây là gạch toàn luôn bằng dạ nhá. Nhưng mà vữa gạch nó cũng bền rồi bố nhỉ. 200 năm sợ thật. Nó còn in hàng mực mà kiểu là đấy, cái hàng mực này là mực tàu. Mà sau qua đấy sơn bôi lại nhưng mà cái hàng triện này các cụ là người chưa viết bằng mực tàu nó vẫn còn. Lên lên đây quay cái họa tiết cụ thể cho mọi người. Nhìn xa nó rõ hơn. Đấy, hoa văn còn nguyên. Đây đây giới thiệu cái bốn cái câu đầu này, cái kiến trúc đục của cái ngôi nhà các cụ rất là tinh. Đây giới thiệu với mọi người tiếp, tức là khi cái gian ngoài toàn bộ cái tiết tấu hoa văn đây nào là hình đuôi, tức là đầu này, đầu của cái câu đầu nó là như là cái hình đầu rồng, còn cái lá đây là nhìn thì nó là như cái lá nhưng nó lại là đuôi của con rồng, đuôi của con rồng. Thế mà các cái đục đẽo hoa văn của các cụ rất là dẻo và rất là có hồn. Đây này, giữa hai cái này các cụ đục nó còn giáp nhau. Thế giữa hai cái mộng này, đây các quý vị. Đấy, mộng khi các cụ vào mộng mà hai cái mộng này nó còn khít như này. Đấy, bên này cũng vậy, cũng là hình đuôi rồng hết. Tất cả đầu này cũng và cái lá này, nhìn nó là hình lá nhưng là đuôi của con rồng. Bốn cái câu đầu của bốn gian giữa là đều hình đuôi rồng, đầu rồng, đây là đầu, đây là tự trưng đầu, đây là đuôi. Gọi là cái phong cách của các cụ như trong nhà kết cấu thế bố nhỉ, kiểu như bao giờ cũng kiểu chữ người ta, các cụ cũng làm theo kiểu uyển chuyển. Uyển chuyển hóa rồng, lá hóa rồng và chữ cũng như là hóa rồng, như rồng. Nó đều mềm mại. Đây. Cái là cái nhà mình là bao giờ là ví dụ cửa rồi các thứ ở đây là cũng đều có cái hoa cúc đây, cái hoa cúc đấy, có cúc có cụ đục là rất là ấy này, trông thế này rất lét đấy, các cái mà tháo ra là rất khó và cửa là đều làm theo cái khung tranh hết đấy. Kiểu đóng vào nhau nhưng càng lâu, đây là trước các cụ kể cả vào những cái mộng, tất cả những cái mộng cửa cột gần như là hai cái mộng mà vào khít khít nhau như này, nên là rất nhiều người vào xem cái tài của các cụ đục ngày xưa. Đây, đây cái viền trước là nó là cái gọi là cái triện. Các cái hàng triện nên là đục cũng thành, cũng là vừa là chữ thọ này, vừa là hình lá hóa rồng hết. Đấy, tất cả những hàng triện ở đường này trước. Con thấy đây kiểu như mình nhìn một chữ kiểu như dạng. Đấy cũng là chữ, cũng là chữ. Chữ đây nó hàng đầu rồng nhưng đây là toàn là chữ phúc lộc. À, phúc lộc. Ừ. Ngói cũng là ngói cổ hết chứ. Đây là tất cả những cái đấu hoa văn là trước kia nó một cái hàng hoa thị nhưng mà lâu ngày quá cái hàng trên nó bị dần dần nó vỡ nó mất. Hoa thị là ở chỗ đây này, các cái chấm hoa thị đây là người ta đều ở đây để cho mọi người hình dung rõ cái gạch mà từ thời xưa đây đơn đúng không? Đấy gạch thời xưa, à cái gạch không phải thời xưa, gạch này nhà mình xây cơi nới ra. À, gạch thời xưa kia, cái gạch cũ mà mới đúng không, hàng không có bằng thời các cụ đúng không? Trước toàn gạch lõn. À đấy, đấy trên này cũng trên này cũng có họa tiết này nhỉ? Đấy, tất cả các cái họa tiết cũ ngày xưa là các cụ cũng đắp theo hình lá ấy. Vâng. Hình lá nuôi vảy rồng. Dạ. Ngói này cũng ngói cổ ngày xưa đấy. Vâng. Thời các thế mà gần 200 năm thì đời mình chứng kiến là chỉ mới đảo lại có 2 lần thôi, nhưng mà nhà hiện nay cũng không bị dột tiếc gì cả. Thời các xưa các cụ làm cái gì cũng kiểu là tinh tế, chi tiết và bền lâu, dùng gì được lâu. Ấy thì mình cũng nhân tiện về quê đây, mình cũng kể cho mọi người qua cái nhà rồi mình sống nó như thế nào mọi người. Kể hồi xưa mình ăn lông ở lỗ, mình ăn lông ở lỗ. Đây, còn đây là mẹ mình đây mọi người, mẹ vừa đi đâu về đó? Mẹ vừa ấy lên bái thắp hương các cụ. À. Bà ngoại về
Con vừa với bố quay qua nhà. Vâng. Vâng, quay xong rồi. Ồ. Dấu dấu nào, nhìn nhìn cho chú nào. Nào. Nào, à cho bố xem này. Đấy, bố bên Nhật coi. Mẹ đi xe về. Đây. Chị gọi anh Bình dậy chị ạ. Chị dâu. Tức rồi, tức rồi. Chị hậu, nào chào con. Đánh à? Gia đình đang nằm ra bữa cơm tất niên toàn tụ gia đình. Thích cả.